Cửa hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ cửa hàng số 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Mấy cửa hàng em giới thiệu cho tất cả mọi người một con máy cưa xích Echo 341 EVL. Rất là đẹp luôn nhé, sơn zin luôn nhé. Đó, một con Echo. Tay dài, đây là bình nhiệt nhiên liệu của mình để đựng nhất thải này. Đó, lam zin luôn. Đó, nhưng mà lam này có 35 nhá. Mọi người muốn dài thì mình đổi sang lam 40 máy mình vẫn cắt được nhá. Tại vì con này tới 34cc. Gọi là máy trung trung chứ không phải máy nhỏ nhé. Đó. Hàng nguyên zin luôn. Máy rất là đẹp. Tem mác còn nguyên này, hãng Echo của Nhật Bản, hai ốc sứ lam. Anh em nào cũng nhu cầu mua máy tầm gọi là sử dụng trong gia đình ấy. Mua này về làm sử dụng gia đình thì rất là ok luôn nhé. Đó, công tác tắt mở đây, đây gió ấy. Và đặc biệt là dòng này nổ rất là bốc máy, tiếng máy nổ rất là ngon, giòn. Đẹp tầm 90% nhé, ngoại hình thì như trong video em quay này. Đó, máy móc bên trong thì bao zin từ an jack luôn. Đó, anh em nào cũng nhu cầu mua thì gọi vào số điện thoại 0932871994 để đặt hàng nhé. Giá của nó là 2.200.000 đồng nhé.